Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng kẹt xe dù là vào giữa trưa. Hàng trăm phương tiện giữa trưa nắng nóng vẫn phải nhích từng chút một để có thể lưu thông trên đoạn đường này. Không ít xe máy vì quá nóng ruột nên đã đi lấn vào làn đường vừa bắt giữ dòng xe ô tô để có thể đi chóng thoát khỏi tình trạng kẹt xe này. Thực tế, trong những